Ngày 17 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xác nhận vừa gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, kháng cáo toàn bộ phiên bản án hành chính sơ thẩm số 22/2019 quy chương ngày 25/26/9 của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đơn kháng cáo do ông Huỳnh Đức Thơ, đại diện theo pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ký. Đơn kháng cáo nêu lý do cho rằng phiên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng chưa lưu ý toàn diện, khách quan vụ án, áp dụng không đúng pháp luật của văn phiên bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó dẫn đến hủy quyết định số 5443 Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nội dung văn phiên bản 5443 Ủy ban Nhân dân là hủy quyết định số 4105 Ủy ban Nhân dân ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận kết quả trúng đấu rét quyền sử dụng đất khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt công ty Gibico. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong đơn kháng cáo cho rằng Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng phải áp dụng khoản 5, điều 68 Nghị định số 43/2014 Nghị định và Thông tư Liên tịch số 14/2015 Thông tư Liên tịch Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tư pháp để không chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của công ty Gibico. Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Thông tư số 76/2014 Thông tin Bộ Tài chính để xét xử là trái pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên công ty Gibico thắng kiện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, công ty Gibico trúng đấu rét và Cục Thuế thành phố gửi công bố thuế cho người trúng đấu rét được pháp luật tại khoản 2, điều 13 thông tư liên tịch số 14/2015 thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tư pháp, chứ không phải áp dụng thông tư số 76/2014 thông tin Bộ Tài chính và thông tư số 77/2014 thông tin Bộ Tài chính như phiên bản án sơ thẩm đã nhận định. Do vậy, việc công ty Gibico chậm chạp nộp tiền 52 ngày là vi phạm pháp luật tại khoản 5 điều 68 Nghị định số 43/2014 Nghị định, vi phạm phương án đấu rét, quy chế của cuộc đấu rét, vi phạm phiếu đăng ký đấu rét mà công ty đã cam kết, đồng thời vi phạm biên phiên bản đấu rét. Từ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có quyền hủy kết quả đấu rét, không phụ thuộc vào thời điểm. Lý do công ty Gibico nộp tiền chậm không thuộc các trường hợp hủy kết quả đấu lạnh tài sản được pháp luật tại Điều 72 Luật Đấu lạnh tài sản. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng áp dụng pháp luật về đất đai để hủy kết quả đấu lạnh là đúng pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng tại phiếu đăng ký đấu lạnh, phương án đấu lạnh, quy chế của cuộc đấu lạnh và cả biên phiên bản kết quả đấu lạnh đều nêu rõ, quá thời hạn pháp luật theo công bố của cơ quan thuế kể cả đợt nộp đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký công bố của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân trúng đấu lạnh không nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật thì hủy kết quả đấu lạnh và thu hồi tiền đặt cược nộp ngân sách thành phố. Các pháp luật trên, công ty Gibico phải nghiên cứu trước khi tham gia đấu lạnh và đã cam kết thực hiện đúng. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 5443 Ủy ban Nhân dân hủy quyết định số 4105 Ủy ban Nhân dân là có căn cứ và đúng với các văn phiên bản quy phạm pháp luật về đất đai. Ngoài ra, khi ban hành quyết định trên, Đà Nẵng còn căn cứ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong báo cáo Kiểm toán Ngân sách thành phố năm 2017 và Luật Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2017, công ty cổ phần Gibico được Trung tâm Dịch vụ bán đấu lạnh tài sản thành phố Đà Nẵng công nhận đơn vị trúng đấu lạnh với mức lạnh cao nhất đối với khu đất A20 với diện tích 11.487m² và lạnh trúng đấu lạnh 56.800.000 đồng một mét vuông. Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 5443 hủy quyết định 4105 ngày 28 tháng 7 năm 2017 về công nhận kết quả đấu lạnh quyền sử dụng đất đối với khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà với lý do Gibico không thực hiện đúng cam kết tại phiếu đăng ký tham gia đấu lạnh, phương án đấu lạnh và quy chế tổ chức cuộc đấu lạnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đồng thời quyết định thu tiền cọc nộp vào ngân sách nhà nước thành phố theo pháp luật. Công ty Gibico sau đó khởi kiện quyết định của chính quyền thành phố Đà Nẵng ra tòa. Tại phiên tòa xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty Gibico Hà Nội,